Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng, quản lý và vận hành trang cộng đồng fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên mạng xã hội. Ngày 10 tháng 11 năm 2021, fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức thành lập và đưa vào vận hành. Fanpage là kênh thông tin chính thống tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình, hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đến với đồng bào nhân dân trên không gian mạng, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn hoạt động cho mặt trận các cấp. Ngay sau hệ thống fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương được thành lập, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành công văn số 3244 về việc đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Công văn số 3344 về việc củng cố, hoàn thiện các trang mạng xã hội của mặt trận các cấp. Công văn số 3995 về việc tiếp tục hoàn thiện các trang mạng xã hội và tham gia vận hành hệ thống quản lý fanpage của mặt trận các cấp. Với nỗ lực của những cán bộ triển khai hệ thống fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến thời điểm này, tại fanpage Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có 108.472 lượt giới thiệu fanpage trên mạng xã hội, với 12.414 tài khoản đăng ký theo dõi, 1.833 tin bài được đăng tải, thu hút hơn 48 triệu lượt tiếp cận thông tin. Hệ thống fanpage đã thu hút đông đảo lượt like, share với một số sản phẩm truyền thông hiện đại như hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 91 năm khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Một số điểm nổi bật trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 5 điểm nổi bật trong công tác mặt trận năm 2021. Những gợi mở để triển khai 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt bài viết, video clip, phóng sự về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các bài nghiên cứu, phân tích về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác cán bộ, về những đổi mới trong triển khai các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến nay đã có 63 trên 63 tỉnh thành lập fanpage mặt trận cấp tỉnh, 77,8% đơn vị thành lập fanpage mặt trận cấp huyện, 54,5% đơn vị thành lập fanpage mặt trận cấp xã. Có thể khẳng định, 1. Fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống fanpage mặt trận các cấp bước đầu xây dựng đã đáp ứng chủ trương định hướng tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào, nhân dân, đặc biệt trên không gian mạng. 2. Hệ thống fanpage mặt trận các cấp đã tiếp cận và triển khai xây dựng và phát hành một số sản phẩm truyền thông hiện đại, infographic, clip, avatar, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa bắt nhịp theo xu hướng về hình thức tiếp cận thông tin của nhân dân trên mạng xã hội. 3. Hệ thống mặt trận các cấp đã bám sát theo định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phân công nhân sự, triển khai xây dựng, vận hành hệ thống fanpage theo kế hoạch chung. Đồng thời, hệ thống fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo sự kết nối thông tin giữa hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, tạo tiền đề lan tỏa mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tới đông đảo quần chúng nhân dân và là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến nhân dân. Tuy nhiên, công tác triển khai xây dựng trang fanpage còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Cụ thể là 1. Một số mặt trận tổ quốc cấp tỉnh vẫn chưa thống nhất được phương thức triển khai, chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra cơ sở thực hiện công tác xây dựng và quản lý trang fanpage. 2. Một số mặt trận tổ quốc các cấp chưa phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách xây dựng, quản lý trang fanpage nên chất lượng nội dung và hiệu quả lan tỏa chưa cao. 3. Đội ngũ cán bộ phụ trách fanpage của mặt trận các cấp còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm về công tác truyền thông, công tác xây dựng, quản lý và vận hành fanpage. Căn cứ kết quả triển khai thời gian vừa qua, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt trên không gian mạng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, vận hành fanpage mặt trận các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định các giải pháp, phương hướng hoạt động trong những tháng còn lại của năm 2022 như sau.
1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống fanpage mặt trận các cấp, tập trung chỉ đạo thúc đẩy xây dựng 100% fanpage cấp huyện và cấp xã, xây dựng và ban hành cơ chế vận hành, trao đổi thông tin và phương thức tuyên truyền đồng loạt các nội dung trọng tâm trong năm 2022. Xây dựng và ban hành hướng dẫn quản lý, vận hành và phát triển fanpage, định kỳ tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách fanpage mặt trận các cấp. 2. Căn cứ kế hoạch chương trình trọng tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai sản xuất và phát hành các sản phẩm truyền thông nhằm tăng cường sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm của xã hội, tận dụng hệ thống tổ chức và hệ thống kỹ thuật để thúc đẩy các sản phẩm. 3. Triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ quản lý và đăng tin đồng loạt. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai xây dựng phần mềm quản lý toàn hệ thống fanpage mặt trận các cấp để triển khai đăng tin đồng loạt trong các chương trình hoạt động trọng tâm của mặt trận. Với quyết tâm đổi mới của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự hưởng ứng tích cực, chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đông đảo đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống, chúng ta tin tưởng trang fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ là kênh thông tin hữu hiệu, bổ ích để cập nhật, lan tỏa thông tin một cách rộng rãi, góp phần đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.